Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24h Trading nhé. Hôm nay là phiên ngày 24 tháng 10 năm 2024, buổi sáng Richard Spill và phân tích tổng quan thị trường xu hướng giá vàng và điểm các cái tin tức quan trọng trong ngày để mọi người có cái video tham khảo cho ngày được tốt nhất nhé bám sát hơn với thị trường và hôm nay là phiên ngày 24 cũng là chu kỳ cuối tháng rồi mọi người sẽ tận luôn thận trọng hơn trong các, tất cả các cái chiến lược và kế hoạch giao dịch của mình đúng không ạ? À, Richard có nhắc tới cho mọi người là những cái tin tức quan trọng trong ngày đặc biệt là cái tin phản hồi và tâm lý thị trường từ từ cái hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS à, nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất lớn mà chúng ta không lường trước được. À, ngày hôm qua thì cũng muộn rồi có rất nhiều các anh chị em là comment hỏi chat là tại sao hôm qua vàng nó lại giảm sâu giảm sâu như thế đúng không? hôm qua giảm, giảm vàng nó giảm mấy chục pip à mấy trăm pip luôn cực kỳ mạnh mẽ như thế và rất nhiều người hôm qua là mua vàng không sl đương nhiên là mua vàng không sl thì nó bị âm sâu rồi à, tuy nhiên thì richard có nói rằng là cả thế giới mua vàng thì mọi người đừng có sợ nó sẽ hồi tăng trở lại nhưng nếu như các anh chị em là người dùng đòn bẩy lớn và không biết được là cái ngưỡng tài khoản của mình nó có thể chịu đựng đến đâu mà dùng đòn bẩy quá lớn đi lệnh quá nhiều thì nó rất là rủi ro cho nên mọi người hoang mang thôi Vàng nó cũng đã hồi lại muộn, rồi. hôm qua thì phiên muộn rồi nhưng mà Richard trước khi mà nghỉ lớp thì cũng cho mọi người là à, mua và giữ lại với vàng Ít nhất là TP thì có cái điểm TP1 mà Richard cho mọi người là TP23 thì nó cũng TP rồi Khả năng hôm nay thì vàng nó sẽ hồi phục nhé Nhưng mà trước khi mà thị trường hôm nay nó di chuyển như thế nào thì trong cái video này Richard sẽ phân tích cụ thể hơn Đặc biệt là về mặt tin tức của ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 24 tháng 10 Ở trên trang lịch kinh tế thì quá là nhiều các cái tin tức đỏ, đúng không tin mạnh ấy nó tác động lên thị trường không chỉ rồi với đồng đô la Mỹ mà với cả các cái đồng tiền như là bảng Anh hay euro đều chịu ảnh hưởng. Ví dụ như là với euro thì hôm nay có các cái chỉ số PMI của Pháp này, PMI của Đức à, rất là nhiều luôn. Và các cái tin tức này thì dự báo kèm cả những cái tin tốt và cũng có những cái tin bất lợi nhưng mà thiên về tin tốt nhiều hơn nhé. Tức là tin của đồng đô la, à, đồng euro thì thì thiên về tin tốt nhiều hơn. Có thể là nó sẽ có cơ hội nếu thực sự là những cái bản tin tốt thì nó có cơ hội hồi tăng trở lại mọi người nhé, lưu ý. Chỉ có điều duy nhất là những cái tì, những cái cặp tỷ giá như là euro này, USD hay là bảng Anh USD nó đang chịu tác động bởi vì chỉ số sức mạnh đồng đô đồ la Mỹ nó đang tăng quá mạnh mẽ. Và đặc biệt là cái, cái hội nghị thượng đỉnh của khối Đức trong tuần này vẫn đang diễn ra. À, cho nên phản hồi từ thông tin thị trường là tiềm ẩn những cái rủi ro do đó là mọi người thận trọng hơn trong cái việc giao dịch và trading, chưa kể là chọn những cái sản phẩm trading nào cho nó an toàn hay là cái rủi ro nó tăng cao thì mọi người phải chia vôn nhỏ vốn thôi để quản trị làm sao cho nó hợp lý nhất nhá. Đối với đồng bảng Anh thì ngày hôm nay cũng có những cái tin mạnh đúng không? Đó là chỉ số sản xuất khảo sát nhanh về PMI. Nhưng đối với đồng đô la Mỹ ngày hôm nay thì mọi người thấy là khá là nhiều tin. Hôm qua thì tin nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà riêng ngày hôm nay thì yêu cầu cho các thất bất nghiệp hay là những cái tin như là chỉ số sản xuất PMI khảo sát nhanh ấy và doanh số bán nhà mới là những cái tin tức mà nó tác động đến đặc biệt đối với đồng đô ngày hôm nay. Chưa kể rằng cái đà tăng của DXY nó đang rất là mạnh mẽ trở lại nữa Và wow. những cái phản hồi về thông tin thị trường Đặc biệt là những cái cuộc họp của khối URIC Thì Richard cũng đã có chia sẻ với cả nhà là kể cả trong những buổi live stream Đó là Richard cũng là người không thể thống kê được Không thể biết trước được bởi vì đây nó mang tính chất định tính thôi Và kể cả truyền thông thông tin khi mà Richard tiếp, tiếp cận được đi chăng nữa Thì nó cũng đã là chậm trễ hơn rất nhiều rồi Do đó là việc trading của mọi người chỉ là cái trong quá trình uh, khi mà cuộc họp của Fed nó diễn ra, khi những cái cuộc họp mà thông tin thị trường chúng ta không biết trước được những cái điều gì có thể xảy ra và nó lại làm ở rơi một cái chu kỳ cuối tháng nữa đúng không? Tiềm ẩn rủi ro nó rất là lớn thị trường có thể chốt lời thì cái việc mà giao dịch trading kế hoạch của mọi người ấy, à, làm thế nào để cho chúng ta có thể tránh được những cái cú bất ngờ ví dụ như ngày hôm qua này Richard cho mọi người một cái chiến lược bán vàng đúng không? SL có đúng 10 pip thôi sau đó là nó xuống nó xuống rất là sâu rồi cũng đáng tiếc không? có tiếc mình có định cho lại cho mọi người nhưng mà không cho cái kèo đấy nữa mà mình cho mọi người một cái kèo GBP -GP, đúng không bán GBP -GP thì nó TP quá đẹp rồi đúng không 198.3 nó xuống rất là sâu rồi và TP hết cả rồi thì đối với lại những cái cặp tiền này chúng ta thì đều có những lợi nhuận cả chứ không cứ gì với vàng mà là đây chắc là Richard có chia sẻ là nếu mà nó rủi ro quá đúng không? Bây giờ bán xuống thì mọi người vẫn sợ vì biết là xa thì mọi người cũng sợ mà nếu như mà mua ấy, thì hôm qua mà mình mà cho mua sớm thì chắc chắn là SL. Đúng không? Bởi vì là nó sập sâu 4 500 pip vàng như thế cơ mà. Quá mạnh mẽ luôn. Còn riêng đối với tin tức ngày hôm nay mọi người lưu ý là ví dụ như euro hay bảng anh hay đô la Mỹ đều là những cái cặp tiền mà chính là ngày hôm nay nó sẽ chịu tác động của tin tức nha. Ví dụ như từ phiên Âu đến từ phiên Âu đến sang đến phiên Mỹ thì đều là chịu tác động mạnh của thị trường cho nên là mọi người thận trọng hơn trong cái việc mà trading cũng như là kế hoạch của mình nhá. À, bây giờ thì sang cái vật, phần phân tích kỹ thuật đi để xem là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào đặc biệt với chỉ số DXY cái mục tiêu mà Richard phân tích cho cả nhà ấy đó là với chỉ số DXY nó tăng có khả năng nó sẽ tăng trưởng lên cái vùng kháng cự gần nhất là khu vực 104.6 đúng không chính là cái đỉnh kháng cự này bây giờ nó tiếp hôm qua này nó tiếp cận lên 104.5 rồi tức là nó lên được cái vùng giá này rồi và Richard có phân tích cho cả nhà là đây là khả năng rất cao nó sẽ mò lên cái mức này khả năng hôm nay tiếp tục là nó sẽ tăng trưởng lên nha và nó đạt lên được cái 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 con sóng này thực ra đây là một cái ngưỡng cản về tâm lý và sau khi mà nó tăng trưởng mọi người thấy không chỉ số định y nó tăng trưởng dựng đứng luôn mặc dù không có tin nhưng khả năng đây rất cao là những cái tin phản hồi từ khối brick và trước đức đó thì tâm lý thị trường ấy cũng đã nghĩ rằng là khối brick có thể trong cái năm 2024 này cái cuộc họp từ giai đoạn tháng 10 tháng 11 này nếu như mà đồng ý thống nhất và ra một đồng tiền chung tiêu chung thôi tức là đồng tiền chung của khối thôi thì có thể ảnh hưởng đến vị thế của đồng đô rất là nhiều nhưng có thể đây là một cái sự phản hồi của thị trường à, trở lại Hoặc khi mà không có một cái đồng tiền tiêu chung của khối BRICS bây giờ mà cũng chưa ra được thì đương nhiên là cái đồng đô la mỹ nó vẫn có một chiếm một cái vị thế rất là quan trọng và vì đó là cũng có thể đây là một cái lý do thôi quan điểm của richard này đây cũng có thể là một cái lý do khiến cho đồng đô la mỹ tiếp tục tăng mạnh Hiểu không? tiếp tục tăng mạnh nữa chứ còn báo cáo về kinh tế của Mỹ đợt này nó cũng không có tác động thực sự mạnh mẽ và cái việc mà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế sau khi mà Fed tuyên bố cái lãi suất hạ 0,5% điểm cơ bản mặc dù là khá là mạnh mạnh tay đấy nhưng mà cũng chưa thể nào khiến cho đồng đô đồ tăng nhanh như thế này được rủi ro tăng cao của thị trường thì nó tồn tại từ lâu rồi rủi ro về căng thẳng địa chính trị tồn tại từ lâu lẽ ra đồng đô vẫn được đầu tư mạnh mẽ vẫn được đầu cơ mạnh mẽ đúng không nhưng mà vừa rồi đây thì nó bị đạp xuống rất là sâu trước cái giai đoạn mà hạ lãi suất bây giờ thì nó tăng rồi tăng từ khi mà bắt đầu hạ lãi suất thì đây chắc đã chia sẻ cho mọi người một cái chiến lược đó là thị trường sẽ đặt cược và mua lại đối với đồng đô bây giờ thì nó tăng trưởng quá là mạnh mẽ thôi và nó ảnh hưởng đến rất nhiều các cái đồng tiền khác ví dụ như là những cặp tỷ giá mà có USD đứng đầu thì nó tăng mạnh nhưng mà USD đứng đằng sau thì nó sẽ giảm sâu đúng không à, đối với bảng anh à, đối với cái chỉ số DXY này thì thiên hướng là tiếp tục nó sẽ tăng trong thời gian tới nhưng gần nhất là khu vực 104.6 nhá là cái kháng cự có thể nó sẽ điều chỉnh một nhịp các bạn sẽ quan sát cộng với lại là kết hợp với cái tin tức buổi tối ngày hôm nay nếu là những cái tin tốt thì có thể nó sẽ tăng trưởng thậm chí là nó phá cái đỉnh một 10... không 4.6 này còn trong trường hợp mà là những tin xấu thì nó sẽ rơi vào một cái nhịp điều chỉnh mọi người nhé à, đương nhiên là chúng ta phải có một cái kế hoạch có thể tốt có thể xấu là điều đương nhiên nhưng mà thiên về tốt thì nhiều hơn mọi người nhá. vì thế là gì nếu như nó có điều chỉnh trong phiên á mới sang đến phiên âu thường là xong phiên á với phiên âu thì đúng là chỉ số đích nó có điều chỉnh nhẹ và sang phiên mỹ nó tăng mạnh đúng không thì mọi người có thể nương theo và chúng ta bám sát và quan sát với thị trường Lý chắc cũng không thể nào là quan sát 24 trên 24 để cập nhật cho cả nhà được cho nên mọi người xem video thì mỗi người sẽ có một cái khoảng thời gian riêng mình để quan sát biểu đồ cũng như là những cái sản phẩm mà mọi người chơi đinh ấy để bám sát hơn đặc biệt là DXY thì nó rất nhạy cảm với gì với những cái cặp tiền liên quan như là euro USD hoặc GBP USD hoặc là UZI chẳng hạn hay UK bây giờ thì quay sang cái biểu đồ vàng và ngày hôm qua rất nhiều người nói với Richard là đáng tiếc luôn cái kèo đấy đúng không? có người thì giữ à, có người thì giữ đẩy sl lên 60 61 nhưng mà nếu mà theo sl của Richard là để ở 2757 thì chắc chắn là cắn bởi vì nó lên đến 58 rồi nó xuống đúng không? quá là rủi ro quá là đe đuổi cái cú đấy và Richard cũng có nhắn lên trên nhóm cho cả nhà luôn là có thể cái kèo này nó bị sl xong nó xuống bởi vì trung bình giá của chúng ta à, từ bán lên ví dụ các bạn bán ở 54 đi 5 năm hai năm thì nó là rơi vào trung bình giá năm ba nên năm bảy là các bạn sl mất khoảng 40 mươi pip rồi đúng không nhưng mà cũng đáng tiếc cho cả nhà luôn là nó sl xong nó xuống và mình cũng nhắn luôn trước đó là có thể kèo này nó sẽ sl xong nó xuống đấy có điều rằng là có những anh chị em là những cái người đã học trong lớp trading của Richard rồi Khi thanh khoản xong mà nó có cấu trúc đảo chiều trở lại Thì các bạn bán xuống đến 90% là chúng ta ăn Richard nhắc đi nhắc lại cái này nhiều rồi nha Mọi người follow theo thì mọi người chỉ cần ghi nhớ thôi là mọi người có thể thành công được rồi Sau khi mà nó thanh khoản xong cái điểm của Richard cho ấy Thì nó đã tạo ra những cái cấu trúc đảo chiều Những cái mẫu nến nhấn chìm giảm rất là mạnh mẽ đẹp trở lại Mọi người nhớ kể cả spinning top cho đến nhấn chìm giảm ở những khung giờ thấp hơn Nó đều cho những cái tín hiệu giảm Richard có bắn kèo ở trên một nhóm khác nữa nhưng cái kèo đấy thì win luôn đúng không TP rất là đẹp bởi vì là Richard nhìn thấy cái cấu trúc này nhưng mà trên nhóm kể cả nhóm signal của Richard luôn ngày hôm qua là sau khi là xong thì mình muốn đợi là nó có thể là nó sẽ có hồi lên vùng 55 56 thì cho lại nhưng mà mình lại cho mọi người một cái cặp G, kèo GZ bán ở một nhắn luôn cho cả nhà đó là gì nó đang ở vùng quá ở cái khung giờ M30 ấy nó đang ở cái ngưỡng quá mua rất là mạnh rồi khả năng nó sẽ điều chỉnh và đúng là nó điều chỉnh sập rất là sâu đúng không mặc dù nó đang sấp xỉ chạm cái ngưỡng 199 rồi nhưng nó ở đang ở ngưỡng 198.4 nó lên 198.4 đi chắc cho trừ 900.3 năm là chúng ta bán xuống đúng không nó sập rất là sâu cặp gì TP đẹp rồi thì đương nhiên chúng ta có đều có những cái kèo khác Thế còn đối với vàng ngày hôm nay mọi người thấy là sau những cái cú giảm mạnh Đúng không? Hôm qua thì đúng là từ năm từ 27 năm 7 2758 mà nó xuống đến 08. Mọi người thấy là nó 500 pip vàng để không hề ít được cái cú này. Cho nên những anh chị em nào ngày hôm qua mà mua vàng hoặc bây giờ đang kẹt lệnh mua thì đúng là sợ đúng không? Sợ rằng là nó có lên hay là nó lại đạp xuống tiếp. Nếu như mà chúng ta chỉ sai một sóng thôi, có thể một cái cú điều chỉnh thôi nhưng ngày hôm qua 500 pip hôm nay nó hồi xong nó lại nhún nhún cho một cái 500 pip nữa thì nhiều người đúng là ra đảo thật. À, cho nên là cái việc của trading nhá, tôi chat nhắc mọi người luôn là chúng ta phải quản trị vốn thôi. À, cuối ngày hôm qua thì Lê Chat có cho mọi người một cái nhịp mua ở quanh 15 à 13 đến 15 đúng không ạ? Và nó cũng lên rất là nhanh, chính là cái cú hồi mà khi Lê Chat thấy nó xuống vùng 09 này này trong lớp trading Lê Chat có nói là ở cái điểm 09 này khả năng là một cái điểm bật lên cho thị trường à cho cả nhà rồi. Ít nhất nếu như quay lại cái vùng 20 nhá, lúc mà nhắc cả nhà là vùng 20 là cái vùng chốt lời gần nhất nếu ai mà mua lại thì đúng là nó quay lên vùng 20 sau đó nó cứ điều chỉnh một nhịp thực ra là nó quay lên 23 rồi nó mới xuống chính là cái điểm TP của đi cho mọi người ấy. sau đó là nó xuống quay trở lại nếu các bạn mua thì đúng là quay trở lại tiếp tục vùng 13 15 mua được một lần nữa đúng không bây giờ nếu ai còn chiến lược vàng nhá sáng ngày hôm nay thứ nhất khi đi chắc đang làm video mà up lên ấy thì cái vùng 21 đến 23 này là một cái vùng TP gần nhất các bạn có thể thoát nó có điều chỉnh một lần nữa thì các bạn mua lên cho đi chắc nhá cấu trúc thì đang cho một cái cấu trúc đảo chiều mạnh trên khung D rồi Đúng không? hôm trước thì nó đã giảm một nhịp nhưng đây là một cái cú đầy đỉnh cạn vôn vào thanh khoản của thị trường cho nên là ngày hôm qua chúng ta mới thấy nó sập sâu. Hiện tại thì đối với giá vàng riêng phiên ngày giao dịch ngày hôm nay có thể nó lại hồi lại quanh cái vùng kháng cự gần nhất mà mọi người thấy ở trên khung H4 nha, không phải H1 nha. Là khu vực 40 đến 41 các bạn nhá. Khu vực 40 41 chính là cái vùng đỉnh này. Một cái hợp lưu rất là đẹp để cho mọi người nếu như ai mua thì có thể là ôi liều ăn nhiều thôi gồng đến tận đây. Đúng không? bởi vì cái cấu trúc này nó có thể quay trở lại cái vùng giá 2.700 và thậm chí sâu hơn theo đúng những cái video thì chắc nhận định là những cái vùng giá nó cần kiểm tra lại đúng không cái này thì vừa video làm và vừa chia sẻ trên gì trên live cho mọi người rồi đúng không quay lại các cái ngưỡng mà nó cần kiểm tra như cái vùng 2.683 hoặc là 85 sâu hơn nữa là 2 bảy x nhá cái cấu trúc giá này thì có thể nó sẽ quay lại đấy rồi cho nên là thị trường ngày hôm nay khả năng là sẽ sau cái nhịp mua này là canh bán xuống thị trường cái tâm lý thị trường sẽ là canh bán xuống thì chúng ta cũng canh bán xuống và đây là cái ngưỡng mà giá nó có thể đạt lên còn gần nhất những cái vùng nhá như 20 23 các bạn lướt sóng thì thoát này cao hơn nữa là vùng 28 đến 30 từng nấc một cái chắc chia sẻ cho cả nhà để cả nhà bám sát nhá À, là nếu như mua thì các bạn thoát ra và đấy cũng chính là những cái vùng giá có thể sẽ có phản ứng bán lướt sóng xuống. 9 giờ ngày hôm nay thì Richard sẽ tiếp tục livestream cùng với cả nhà nếu như còn những cái vùng giá đẹp thì chúng ta vào. Còn trong trường hợp mà các bạn xem được video sớm thì cái vùng 23 này, này nó giữ được thì các bạn có thể bán lướt một nhịp quay trở lại cái vùng 15 17 nhá. Ok chưa Đây là với biểu đồ giá vàng nha, chiến lược mua cũng có chiến lược bán còn cũng có thị trường thì sẽ chủ đạo quay trở lại bán xuống. À, và hôm nay chúng ta có thể canh bán từ vùng 28 30 hoặc là gì sâu hơn à, cao hơn nữa là vùng 40 nhá để mà nói là nó quay trở lại cái vùng đỉnh như ngày hôm trước thì rất là khó bởi vì là có một phiên giao dịch mà vàng nó đã có một cây sâu tinh star nhưng sau đó chính là những cái nhịp thanh khoản của thị trường đẩy đỉnh cạn vôn nhưng sau đó là cái vôn này vôn bán này, này nó mạnh mẽ như thế này đây là những cái nhịp xả của thị trường nhá những cái nhịp thăm hỏi đấy à, thì có thể cái cú này này nó sẽ bò lên mạnh đấy uhm, bò lên thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội là gì ngoánh xuống nha mua thì vẫn là mua đương nhiên là ngày hôm nay thì chiến lược vẫn là vùng 13 đến 15 mua lên theo cái ngày hôm qua mà Richard chia sẻ cho cả nhà nha sâu hơn thì vùng hỗ trợ 0809 đây này nha là cho cái mức đáy của ngày hôm qua thôi Ok chưa ạ thì còn điểm cụ thể nữa thì Richard có thể chia sẻ mọi người trong telegram và trong kênh signal sẽ cập nhật cho cả nhà bây giờ thì sang cái sản phẩm khác đi ai mà đang giữ theo chiến lược mua của Richard hôm qua TP rồi và hôm nay tiếp tục mua được cái vùng 13 đến 15 nữa thì sắp chuẩn bị có target tiếp rồi. À, những cái sản phẩm khác ví dụ như là Bitcoin ngày hôm qua Richard có chia sẻ cho cả nhà là Bitcoin với cái lực ở trên khung giờ H4 là một cái lực xả giảm rất là mạnh khả năng nó thủng cái vùng hỗ trợ này chuẩn đúng không ạ? Và trong cái bản phân tích của Richard chia sẻ cho cả nhà là cái vùng giá 66 hoặc 65 chính là cái vùng giá nó sẽ đạt đích và chúng ta mua lại. Hôm qua thì mọi người thấy là đúng là về vùng 65 chưa ạ? Nó là chính xác về chính nếu mà chính xác về giá thì là 65.1 à cái khu vực này này đây là một cái khu vực vùng nó là một vùng giá không phải một giá các bạn muốn có được một cái entry đẹp thì chỉ có thể là dài vôn và có thể là quan sát nếu như nó đảo chiều các bạn bút lại là đẹp nhất đúng không thì các bạn có mua cao đi chăng nữa thì cũng phải là mua ở 65.5 bởi vì đây là một cái cây rút chân hammer rút chân rất là mạnh ở cái biểu đồ của chúng ta từ vùng hỗ trợ mua lên có ăn không ạ có ăn đẹp quá gì nữa đây là một cái đích thứ nhất này tôi chắc chia sẻ cho cả nhà một cái đích xuống thứ hai nữa là một cái vùng giá mà cho mọi người bắt đáy mua lại Ừ, với Bitcoin nếu ai mua được cái nhịp này thì cũng có những cái target cực kỳ tốt rồi nha có thể hôm nay nó sẽ có mức hồi cao hơn đấy mức hồi cao hơn có thể quay trở lại cái vùng 67 hoặc là 68 68 là tít trên này sát cái ngưỡng 68 đúng không à, 67.8 đây này ít nhất là cái vùng 67 thì lên đến đây này cho nên là ai mà đã mua được đối với Bitcoin thì đều có target thôi chủ động mà quản trị vốn cái nhịp này nha đây là với bit này còn sang đối với cái biểu đồ giá dầu à, cái vùng 68 đến 70 ở trong cái bản phân tích và trên video cũng như là trong bản phân tích trên bản word của duy chat đã chia sẻ cho mọi người rất rõ từng vùng giá rồi đúng không ạ các bạn đã mua được rồi thì cố giữ thôi còn đương nhiên cái cái sự kỳ vọng của Lý chat đó là nó sẽ còn một cái nhịp giảm sâu hơn nữa để chúng ta mua được giá đẹp hơn tức là khi mà muốn mua nắm giữ muốn mua giá đẹp thì chỉ mong là nó xuống thôi nhưng thực sự tâm lý của thị trường ấy, lúc thì nó lên cao ấy lúc là nó trượt giá mua hoặc là mua chưa được chưa được đủ target thì chỉ mong là nó xuống nhưng đến lúc nó xuống mua được giá rồi và nó ví dụ nó xuống sâu hơn cái cái mức giá mà mình kỳ vọng chẳng hạn thì lúc ấy lại sợ đúng không bởi vì chúng ta luôn bị động như <laughs> là <laughs> chắc nhắc cho cả nhà luôn là lúc nào phải có một cái chiến lược một kế hoạch cụ thể rồi chứ đừng có bao giờ bị động vừa ấy mua có nhiều người à, vừa rồi đây tôi chắc cho mọi người mua bắt đáy vàng ở cái vùng 2600 lẻ x ấy Tức là cách đây khoảng 2 tuần kể cả mua vàng vật chất nhưng mà ngồi được có vài phiên tôi thấy nó tăng mạnh quá đã chỉ rình rình ra rồi đúng không? bây giờ đến lúc mà hôm qua thì nó tăng mạnh quá thì bảo liệu nó có lên nữa hay không một nói thật luôn là lúc nào cũng như thế chúng ta bị động đã mua đã nắm giữ hay là làm theo cái kế hoạch của bản thân mình thì mình phải kiên nhẫn một chút còn lý chat cũng nhấn luôn là nó lên rồi những cú này nó sẽ có những là những cái chu kỳ cuối tháng đã có thể điều chỉnh để cho chúng ta cơ hội mua lại và mình chắc có chia sẻ với mọi người là nó điều chỉnh có thể về những cái mức nào để chúng ta mua đúng không? vậy thì cái viết còn lại của mọi người đó là kiên nhẫn và chờ thôi chứ còn lý chat không phải là thánh mà lúc nào cũng phán cho nó đi đúng giá đúng hướng đúng kỳ vọng đúng mong ước của mọi người không có cái điều đấy đâu và chưa kể rằng nếu như có rủi ro ở đây là rủi ro đối với những người scalping cũng như chúng ta hàng ngày thôi đó là gì kèo nào cũng thế sạch lệnh theo ngày đúng không TP cũng trong một khoảng giá sạch lệnh trong ngày luôn Không phải sợ cái việc chúng ta gồng hay không nữa Đây là với bit xong nhá Với giá dầu thì uh, nó đang tăng trưởng rồi Hôm trước nó tăng lên ngưỡng 72 Hôm qua nó có điều chỉnh một nhịp à, Chát có nói là nó có thể nó điều chỉnh rồi nó tăng tiếp đúng không Nhưng nhá, với giá dầu ưu tiên của Trudy Chat vẫn chính là mua lên rồi Thì chắc tạm thời sẽ không có không có phân tích nhiều về cái giá dầu nữa nhá Bởi vì nó là cái trên mua chung đến dài hạn lướt sóng thì đương nhiên vẫn chỉ là lướt sóng mua không có lướt sóng bán nữa gần đây nhất thì trong cái, cái, tuần mà nó lập đỉnh thứ hai đây này thì chắc có nói là nó lập cái đỉnh thứ hai rồi các bạn bán xuống thì đây là một cái cú mà Richard có thể là nương cho mọi người là nương theo bán xuống thì mạnh mẽ rồi nhưng còn ở những cái vùng giá này gần đây nhất thì ai lướt sóng thì có những cái vùng này đúng không còn ngược lại là ưu tiên của Richard chat chính là mua thôi nhé chỉ mua thôi nhà không có cái gì ngoài coi như là chỉ canh mua dầu thôi các bạn ạ Ok bây giờ sang các sản phẩm khác nào Ví dụ như là với các sản phẩm về chỉ số đi xem nào Ngày hôm qua chỉ số đao rất là sâu Một cái nhịp từ vùng 42.7, 42.8 Nó có quay lên được cái ngưỡng 43 một nhịp cũng đây cũng chính là một cái vùng giá gần nhất mà đi chắc cho mọi người mua lên thì nó cũng tăng được một cái nhịp này khi nó retest quay trở lại nó không hề đảo chiều nữa các bạn ạ tức là nó retest quay trở lại đây là khung m 30 nhé mọi người nhé khi nó retest quay trở lại đặc biệt là buổi tối phiên Mỹ và sang đến phiên Mỹ là phiên chính của cái biểu đồ US30 nó không hề quay trở lại nữa và nó là cấu trúc giảm tiếp trước đó thì Richard có nhận định cho mọi người là sau những cái cú này nó hồi lên thì có thể chỉ số US30 này nó sẽ tìm kiếm những cái vùng hỗ trợ sâu hơn đúng chưa thì ngày hôm qua bắt đầu nó phá một cái vùng hỗ trợ gần nhất rồi sau cái nhịp tăng này này nó tạo ra một cái mô hình vai đầu vai lệch và nó phá cấu trúc đảo chiều không có riêng ngày phiên ngày hôm nay khả năng là chỉ số ba 30 nó sẽ hồi rồi giảm nhá hồi rồi giảm cái mức giảm này ấy, là có thể nó sẽ quay trở về cái ngưỡng vùng 42 hoặc là 41.5 dưới này đó thì các bạn ưu tiên này riêng phiên ngày hôm nay nếu như muốn đánh với chỉ số thì canh cao bán xuống đúng không? chắc quay sẽ rất là nhanh nhé Trước đây thì uh, những cái phiên mà giao dịch trước, nhất có cập nhật cho cả nhà về chỉ số và nói rằng trong sau những cái nhịp mà nó đẩy đỉnh tăng mạnh như thế này ấy, thì cái giai đoạn chốt năm và cổ phiếu và chỉ số một số các cái sản phẩm uh, nó tăng trưởng mạnh trong năm rồi có thể nó rơi vào những cái nhịp điều chỉnh đúng không? Về thế cân bằng thực ra là người ta chốt lời thôi, cho nên là nó sẽ điều chỉnh giảm và cái điều này bắt đầu xuất hiện rồi. Cho nên mọi người lưu ý bám sát những cái video thường ngày của Richard nhé ngoài chỉ số US30 các bạn tìm kiếm cô hội đánh xuống ra đánh tại sao lại là, là như thế thì và đánh ở đâu thì ở đây nó có một cái đường kênh các bạn có thể căn nương theo cái đường kênh này Ok chưa và cái vùng gần nhất là khu vực 42 428 cho đến 43 nhé 428 cho đến 43 các bạn bán lướt xuống cho Richard lướt sóng rồi à, đối với chỉ số thì trong cái nhịp này là những cái nhịp chốt lời chẳng các bạn có thể lướt nương theo những cái chiến lược bám rất sát thị trường của Richard được ở đây nó có một cái vùng hỗ trợ cho nên nó đang hồi các bạn nhìn thấy không? Rất là rõ nhé. Nhìn rất là rõ. Đấy, cho nên nó đang hồi trở lại. Thì biên của nó có thể từ vùng 423 cho đến là gì? 42.8. Các bạn nhìn thấy không? Biên này. Trong một cái biên này. Còn ngoài ra thì với S&P 500 hay là US 100. S&P 500 chính thức thì từ cái vùng giá mà Richard cho mọi người bán xuống và SL ở 5.9. Các bạn thấy nó giảm rất là sâu rồi. Mục tiêu của Richard đây là nó quay trở lại cái vùng 5.770. Đây, 5.770 thì nó về tới rồi đúng không ấy à, về 5.770 nó đã về tới rồi Thì nếu như các bạn mà nương theo các cái chiến lược này thì target đã có nha Và đối với lại cái S&P 500 ấy, thì với cái biểu đồ này hôm trước Richard có phân tích cho cả nhà là Riêng đối với biểu đồ này nó khác với một số các biểu đồ khác là Vì sao ạ? Nó sau khi nó đầy đỉnh lên thì nó tạo ra mô hình kháng cự ở đây Đúng không? Nó tranh chấp rất là lâu trên cho, cho mọi người bán lại đó. Thì sau cái chiến lược này của Richard nha Nếu như đã win kèo rồi thì các bạn có muốn đánh xuống cái chăng nữa cũng phải chờ nó hồi ở đây thì Richard đang nhìn thấy có một cái đường kênh nhỏ Đó, Nó có thể quay trở lại cái vùng 5.840 Đến lúc đấy thì các bạn mới đánh Ok chưa Đánh xuống nha Richard chia sẻ cho mọi người hết cái, những cái kèo liên quan đến chỉ số đấy Như Anh em nào mà đánh chỉ số thì ok Quá tuyệt vời những cái kèo chỉ số Richard chia sẻ rồi đúng không Thậm chí là nó phê hơn cả đánh vàng à, Ngoài ra thì với US30 US30 gần đây nhất là chiến lược mà DT cho mọi người thì Sau cái nhịp TP vừa rồi nó đã xuống đến cái vùng hỗ trợ mà cái vùng hỗ trợ mà đi cho mọi người mua nó là, là vùng 20 000 đúng không 20 000 nó đã về rồi các bạn nào đang mua 20 000 thì nó đang có lời nhưng sau cái nhịp này nó có thể quay trở lại cái vùng 20 nghìn 350 ví dụ như phiên ngày hôm nay nhé các bạn hào cái lệnh này ok chưa các bạn hào cái lệnh này đi nhá à, đối với lại US 100 các bạn đang có cái tại đối với cái lệnh này thì nhớ là hào cái lệnh này đi nhá và có khả năng với các cái sản phẩm về chỉ số nó vẫn cứ là những cái nhịp điều chỉnh hiểu không ạ nó thôi lên xong cái nhịp này thì có thể nó sẽ điều chỉnh có thể nó sẽ có một cái kênh hướng xuống như thế này để chắc sẽ vẽ cho mọi người một cái kênh hướng xuống nhỉ không cần phải vẽ từ vùng đỉnh nhưng mà có thể nó sẽ có một cái đường kênh như này khu vực mà nó đã đạt đến ngày hôm nay đúng là khu vực 20.300 cho đến 350 các bạn chốt lời đối với cái chiến lược này nhé bán xuống nếu như mà có được một cái tín hiệu rõ ràng hơn thì đi chắc sẽ chia sẻ cho mọi người ở trong kênh signal trên tele và bản phân tích word của đi nhé Ok như vậy là với chỉ số có này, với vàng có, với Bitcoin có rồi, với dầu có rồi, bây giờ sang ngoại tệ nào Đặc biệt là với những cái sản phẩm liên quan đến UZ và GZ, ngày hôm qua đi chat chia sẻ cho mọi người là sau khi nó phá vỡ cái vùng này thì các bạn ưu tiên mua lên thôi Nhưng mà điểm mua chưa có đúng không, thì ngày hôm qua nó tăng trưởng quá mạnh, ngày sáng ngày hôm qua thì khi mình đi chat live stream cùng với người nhà đó Bảo là mua đôi với UZ nhưng mà đi chat ra sớm cũng không giữ vì, vì tập trung mỗi cho con vàng thôi ra sớm vì ngày hôm qua live stream buổi sáng là khi mà vàng nó sập xuống cái vùng 37, 38 Và cuối cùng là khi chốt lại là chắc cho mọi người mua từ biên độ 38 đến 39 đúng không Và nó tăng trưởng rất là mạnh đấy Thì ngày hôm qua đây chắc tập trung vôn cho gì cho vàng thôi không đánh UZI Và chỉ có lướt sóng buổi sớm rồi nó tăng trưởng rất là mạnh khi mà đi chắc nhắn cho mọi người cái kèo về GZI là liên quan đến cả cái cặp tỷ giá này luôn. GZ cũng thế trên khung M30 nó đang là những cái nhịp sóng điều uh, khả năng điều chỉnh bởi vì nó là cái vùng quá mua rất là mạnh và đúng là hôm qua để chặt cho kèo thành công UZ uh, nó xuống nó cũng kéo cả cặp GZ nữa ngày hôm nay thì sau khi mà nó tăng trưởng mạnh và người thấy nó đang có một cái tín hiệu điều chỉnh đúng không ạ tín hiệu giảm điều chỉnh trở lại có thể nó sẽ có những cái mốc điều chỉnh sâu hơn về vùng 152 nhé hoặc là 151.7 ngày hôm nay các bạn quan sát thêm trong trường hợp mà nó lập đỉnh với vùng 153 này tức là nó sẽ sideways thì đến lúc đấy gọi là Richard coi nó là cái vùng lập đỉnh tạm thời thì các bạn có thể tìm kiếm một cơ hội lướt sóng bán sủa. Ok ưu tiên mua lên nhưng thực ra là bây giờ thì chat cũng chưa tìm ra được một cái điểm nào có thể mua bởi vì nếu mua thì nó quay trở lại cái vùng giá như là năm hai hoặc là 1 chấm 7 ấy nó có sự điều chỉnh hoặc là dừng chân thì mới có thể là lúc đấy nó nó có thể tạo ra được một cái vùng hỗ trợ để hồi để và tăng tiếp được. Nhưng bây giờ thì chưa có một cái điểm mua cho mọi người bởi vì cái vùng đường kênh mà nó test lại thì nó quá xa cho nên không nói trước. Đúng không? nó quá xa như thế này thì bây giờ cứ phân tích em bảo bao giờ nó mới đến, có thể là phiên ngày hôm sau chứ không phải phiên ngày hôm nay nữa. Nhưng mà nếu như lập đỉnh mà nó có đảo chiều được thì có thể lại là một cái vùng bán xuống. Ok, dạ đây là với Uzi nhá, ngoài Uzi ra thì cặp GJ hôm qua xong kèo rồi đúng không? Các bạn thấy không? Hôm qua nó sập được mấy trăm pip à, đây. Cái vùng giá mới đi dắt cho mọi người chính là gì? 198.3 cho đến 118.5 là một biên độ cách nhau khoảng 20 pip các bạn bán xuống. Ở TP thì các bạn TP hết rồi. Ok chưa? Ví dụ như là đây chắc để cho mọi người TP ở 197.5 thì cũng xong kèo rồi mọi người nha. Đúng không? À, Khoảng tầm 90 pip đúng không? 80 đến 90 pip. À, đối với lại GJ ngày hôm nay thì cũng như là UJ thôi, có thể nó sẽ hồi lên tạo ra hai đỉnh chẳng hạn rồi nó điều chỉnh. các bạn canh đi. Chứ còn bây giờ mà mua thì hiện tại bây giờ có một cái vùng hỗ trợ đấy nhưng mà chưa chắc chắn lắm đâu, các bạn phải quan sát thêm. Nó phá qua được cái điểm 197.4 ở trên này thì nó mới có thể tăng mạnh được. nhé Quan sát thêm thì lúc đấy các bạn có thể mua lướt sóng test lại cái đỉnh ngày hôm qua chẳng hạn. Ok còn rất nhiều cặp khác nữa Ví dụ như GU, đi GU của chúng ta Cái kèo mà Richard chia sẻ cho cả nhà ấy Nó vẫn còn nhá Nó vẫn còn và nó test xuống tận cái đường kênh neckline này Đối với GU ngày hôm nay thì canh hồi thì các bạn thoát nhá canh bồi các bạn thoát ra cái kèo này cho Richard à, Có thể nó sẽ quay lại xác lập cái vùng này thì chúng ta đánh bởi vì sao cái chỉ số đức mạnh đồng đô la mỹ nó quá tăng trưởng quá mạnh cũng có thể là nó nhún sl mất của mọi người xong nó mới lên bởi vì sl thì chắc để cho mọi người đó là 1.290 không đúng không cho nên là với kèo GU ngày hôm nay các bạn à, lãi thì các bạn ra hết nhá ra hết rồi chắc lượng khả năng sáng ngày hôm nay và trong có thể trong phiên ngày hôm nay nó sẽ hồi đấy nó hồi mạnh ấy. nhưng mà lưu ý là những cái kèo rủi ro thì các bạn chỉ có là chấp nhận rủi ro thì các bạn mới theo thôi đây là với GBP USD, cao này của chat vẫn là một cái vùng mua và giữ À, những anh chị em nào mà muốn giữ đối với lại GBPUSD mà giữ dài hơn thì có thể là quan sát cấu trúc của thị trường để chủ động quản trị vốn trong cái nhịp sóng này nha. Đây là những cái điểm mà đi chat vẫn thiên về hướng là bắt đầu dò đáy để mua lại đối với lại GBPUSD. Ngoài ra thì với cặp EURUSD ngày hôm qua nó cũng về cái vùng giá mà Richard chat chia sẻ rồi đó là cái đáy hỗ trợ trên khung H4 thậm chí là nó bôn thêm khoảng tầm 10 hơn 10 pip nữa. Uh, hiện tại thì cái vùng giá 1.078 nó đã về rồi và bây giờ giá trong phiên á sáng ngày hôm nay nó đang 1.0786 đúng không ạ nó đang hồi tăng có thể cái cặp tỷ giá này các bạn mà muốn mua thì đẩy sai SL ra một chút nhá và giữ cái kèo này đối với euro SD nó chạy khá là lành nhưng khi mà nó đi được nó tạo được đáy và nó đảo chiều thì nó cũng đi là một cái target khá là tuyệt vời đấy gần nhất thì chat đang kỳ vọng ở cái khung M30 gần nhất nhá là khu vực 1. 084 nó sẽ quay lại yeah. đó, là đây là biên độ gần nhất này à, cao hơn nữa thì nó sẽ từng mốc một để nó phá phá đường kênh và sau đó nó tăng trở lại các bạn nhé hôm nay thì tin tức đối với euro nó là thiên về tin sợ à tin tốt thiên về tin tốt thì có thể nó sẽ có phục hồi tốt hơn trong trường hợp nó xấu thì có thể là nó test cái cái đáy này thì các bạn lưu ý này khi mà muốn mua ấy, đương nhiên là phải chấp nhận rủi ro là một với hai đã quản trị vốn chia vô làm sao cho nó hợp lý và đẩy được cái xa một chút để các bạn có thể à, có được một cái chiến lợi phẩm nó tương xứng đừng có bảo là bây giờ cứ phải sl một tí xíu thôi nhưng muốn ăn được một cái target rất dài không có đâu chúng ta ví dụ như sl chỉ cần các bạn đánh theo một cái tỷ lệ ít nhất là một rưỡi trở lên là ok rồi hiểu không còn ít còn còn không thì cũng phải là tỷ lệ một 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 thì nếu các bạn muốn tp 200 pit thì các bạn đặt sl 200 pit thì xa quá đúng không nhưng mà ít nhất là ví dụ các bạn đặt đấy là 50 pit chẳng hạn thì tp nó cũng phải là 100 đấy là tỷ lệ một hai rồi 70 thì là tỷ lệ một rưỡi rồi đúng không thì đây là cái cách mà Z chia sẻ cho cả nhà để làm gì? Ừ. Chúng ta ngoài cái việc tỷ lệ win kèo cao ra thì cái tỷ lệ RR của chúng ta, win lot của chúng ta nó cũng thì tuyệt vời nữa. Rồi có lẽ là cái video buổi sáng ngày hôm nay đi chat làm và xin kết thúc ở đây nhé Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading thành công với hiệu quả. Hẹn gặp lại cả nhà lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay trên kênh uh, YouTube cũng như là trên uh, Zoom để chúng ta cùng thực chiến với nhau. Nhắc lại cho cả nhà ở cuối video đó là gì? chu kỳ cuối tháng tiềm ẩn rủi ro rất là cao đặc biệt là sự sốt lời của thị trường và cái phản hồi từ tâm lý thị trường khi mà biết được các cái thông tin từ cuộc họp của khối BRICS nó cũng trở nên rất là rủi ro cho rất nhiều các cái sản phẩm vì thế là các anh chị em có trading như thế nào có kế hoạch như thế nào chẳng nữa thì bám sát thị trường và quản trị vốn tuyệt đối nhé xin chào và hẹn gặp lại cả nhà